con thuyền nhẹ nhẹ xuôi dòng, rồi lại rẽ vào một nhánh sông bên trái. Một dãy chiến thuyền đậu sát bờ, ẩn giữa những lùm cây rậm rạp. Đứng trên mũi một chiến thuyền, tướng quân Nguyễn Khoái lừng lẫy như một tòa thành, vái vương và nói: "Chúng tôi ai nấy đều so tay, mong chóng được đánh Toa Đô. Chúng tôi đã thề không cho Toa Đô lọt được quãng sông này mà trở về biển nữa." Triều Văn Vương đi xem xét một lượt, rồi cùng Hoài Văn quay ra. Con thuyền nhẹ nhẹ xuôi dòng, vương ngắm khúc sông nơi Hoài Văn sẽ bố trí đợi Toa Đô và nhử hắn lên cửa Hàm Tử. Triều Văn Vương nói: "Công việc của cháu nặng nề, cháu nên nỗ lực." Tiếp chương 16. Tất cả các tướng sĩ ở Vạn Kiếp đều thích vào cánh tay hai chữ sát thát. Tướng sĩ ở các nơi khác cũng theo gương ấy. Nhưng quân Tất Hoàn thế to, tràn đi như nước vỡ bờ. Chúng đánh vào Vạn Kiếp, Hưng Đạo Vương phải bỏ Vạn Kiếp. Chúng đánh xuống Thăng Long, đặt xuống bên bờ sông Cái, bắn nát kinh thành và các doanh trại. Hưng Đạo Vương bàn với các vương hầu và tướng tá: "Thế giặc đang mạnh, mùa đông lại là mùa có lợi cho chúng tiến quân. Ta lên tránh cái nhuệ khí ban đầu của giặc, tạm rời bỏ kinh thành, rút quân vào Hoan Ái." Hoan là Nghệ An, còn Ái là Thanh Hóa. "Đợi đến mùa hè, quân giặc mỏi mệt, không chịu được thủy thổ, ta sẽ di giặc đãi đao, đánh ra. Nhất định chỉ một trận là đuổi giặc ra khỏi bờ cõi." Hưng Đạo Vương bèn bỏ Thăng Long, rước vua vào Thanh Hóa. Đạo quân thứ hai của giặc do Toa Đô, một tướng có sức khỏe vô địch, thống lĩnh, đi đường bể đánh vào Chiêm Thành, rồi lại từ Chiêm Thành đánh ra Nghệ An. Thượng tướng Trương Minh Vương Trần Quang Khải được lệnh vào giữ Nghệ An, nhưng thành Nghệ An đã bị Toa Đô san phẳng. Trương Minh Vương phải lui về giữ vùng núi hiểm yếu để chặn quân Toa Đô. Hai gọng kìm của Thoát Oan phía Bắc và Toa Đô phía Nam kẹp lên mảnh đất Thanh Hóa còn lại. Khắp nước Nam đâu đâu cũng có quân giặc, thế nước nguy như trứng chồng. Mùa đông giá rét đã qua và hoa gạo đã nở đỏ trên các bờ sông, rồi cây cỏ lại đã xanh tươi, những quả vải đã chín mọng và chim thu hú đã gọi hè. Đêm mưa như chút nước, ngày nắng chang chang. Các chiến sĩ chôn chân mãi ở đất Thanh Hóa thảy đều sốt ruột. Họ đến từng ngày, mong chóng đến mùa hè. Mùa hè đã đến, Nhưng chướng hổ của Hưng Đạo Vương vẫn im lặng như tờ. Đã nhiều lần Hoài Văn Hầu xin Hưng Đạo Vương cho dẫn quân riêng ra đánh, dù có chết cũng cam lòng. Hưng Đạo Vương nói: "Đánh giặc phải biết chờ đợi thời cơ. Thời cơ đến thì như buồm thuận gió, thuyền đi như bay. Thời cơ sắp đến rồi, cháu phải ra công luyện tập. Một khắc là ngàn vàng, không lên bỏ phí." Hoài Văn lui ra, lòng vẫn buồn bực, bèn đi tìm gặp Chiêu Văn Vương Trần Nhật Duật, là người mà Hoài Văn Hầu rất mến, rất gần. Năm ngoái, Chiêu Văn Vương đi dẹp Trịnh Đốc Mật, một tù trưởng Mãn nổi loạn ở Mạn Đà Giang. Nghe tin Chiêu Văn Vương lên, Mật mới cho người đưa thư đến Thách Vương, giỏi thì một mình vào chạy hắn, Mật sẽ xin quy thuận triều đình. Các tướng sĩ sợ Mật là người cháo trở, đều can vương không nên đi. Nhưng vương nhất định nhận lời thách của tên tù trưởng. Vương chỉ đem theo mấy gã tiểu đồng mang điếu chát, còn vương thì mình không mặc áo giáp, tay không cầm vũ khí, ung dung như thầy đồ vào trại Trịnh Đốc Mật. Mật đã cho quân sĩ mai phục sẵn, hễ thấy vương mang theo quân là đánh. Nhưng khi thấy vương chỉ phe phải cái quạt đi vào, Mật rất cảm phục. Mật mặc thường phục ra đón Chiêu Văn Vương, mời về trại và mở tiệc lớn đãi vương. Vương thạo các tiếng thổ Mãn bày cho Mật những điều hơn thiệt, khuyên hắn không nên gây chuyện can qua làm cho trăm họ khổ sở. Mật nghe theo lời vương, cả một dãy Đà Giang
từ đấy sóng yên bể lặng. Khi Hoài Văn tới dinh của Triệu Văn Vương thì thấy vương đang ngồi ngoài vườn đánh cờ với Triệu Trung, một tướng giỏi của nhà Tống. Không chịu làm nô lệ nhà Nguyên, đã sang ở nhờ nước Nam và hiện là môn khách của Triệu Văn Vương. Nghe Hoài Văn nói hết nỗi niềm, Triệu Văn Vương cười và bảo: "Ta biết được ý của Tiết Chế rồi, thời cô đuổi giặc không xa nữa đâu. Cháu hãy nuôi cái giận cho lớn, luyện cái trí cho bền, đợi ngày lập công. Cháu luyện tập thủy chiến đã giỏi chưa?" Hoài Văn trở về lòng vẫn không vui. Chàng tiếc những ngày ở Ma Lục thật là dọc ngang trời đất, phỉ chí tang bồng. Thấy Hoài Văn kém ăn kém ngủ, người tướng già hỏi: "Sao vương tử ít lâu nay cứ buồn rười rượi?" Hoài Văn nói: "Giặc chiếm gần hết nước, cái cơ nguy không còn chỗ dung thân đã rõ rành rành. Thế mà ngày qua tháng lại ta cứ mòn mỏi ở đây, vui làm sao được. Quốc công bảo đến hè là sẽ quét sạch sành xanh quân giặc, nay đã sang hè rồi, vương tử phải mừng mới phải chứ." Trần Quốc Toản nói: "Ta đợi chờ mãi rồi, không chịu được nữa. Ta muốn rút 600 quân riêng của ta trả lên Lạng Giang với Thế Lộc, cùng đánh giặc như dạo nào. Chứ ở mãi đây thì ta chết mất. Đêm qua ta mới thấy, nằm ở động Ma Lục, anh em Thế Lộc thấy ta lên mừng không kể xiết. Ta phải trở lên Ma Lục để giữ đúng lời hứa với Thế Lộc, người quân tử không thể sai lời." Người tướng giả thưa: "Lúc này tự nhiên rút quân riêng đi là một tội lớn. Vương tử không nên nghĩ thế, nguy hiểm lắm. Tướng nào cũng nghĩ như vương tử thì quân ta vỡ mất. Vương tử chớ lên phân vân, tâm trí lúc nào cũng phải hướng vào Tiết Chế mới được. Tiết Chế là một bậc kinh bang tế thế, mưu lược như thần. 30 năm trước, tuổi mới 18, Tiết Chế đã bày tỏ tài thao lược, giúp Đức Thái Tông đánh tan giặc Ngột Lương. Đấy là một bậc đại tướng, lòng trung trinh, sáng như sao băng, há phải là người ngồi khoanh tay để cho nhà tan nước mất ư. Vương tử không nên nóng nảy, buồn phiền, e làm giảm mất nhuệ khí của quân sĩ." Từ đấy, Quốc Toản mới yên lòng đôi chút, lại hăng hái nghiên cứu binh thư, tập đánh bộ, đánh thủy, đợi ngày rửa hận. Một hôm, trời nóng như nung, như nấu, Hoài Văn bỗng được triệu vào chiếng hổ. Tới nơi thì thấy các vương hầu và tướng tá đã đông đủ, đứng dàn ra hai bên chiếng hổ theo thứ tự trên dưới. Nguyên là thượng tướng Chiêu Minh Vương Trần Quang Khải cho người chạy ngày đêm từ Nghệ An ra báo tin Toa Đô bị chặn đánh ở Nghệ An, đã phải rút ra bể và kéo chiến thuyền ra Bắc để hợp cùng đại binh của Thoát Hoan. Hưng Đạo Vương bàn với các vương hầu và tướng tá rằng: "Toa Đô vượt biển vào đánh Chiêm Thành, rồi lại mượn đường quay ra đánh úp Nghệ An, tưởng là một sớm bình định được xong Châu Hoan rồi lút luôn Châu Ái. Nhưng mưu ấy không thành, kẻ kia phải bỏ Nghệ An mà đi. Thế là muôn dặm đường trường, quân sĩ mỏi mệt, lại gặp mùa hè nóng lực, chúng không quen thủy thổ, tất sinh bệnh tật. Đấy là cái cơ thua của giặc. Nay ta đem quân đã được dưỡng sức mà đánh kẻ địch mỏi mệt một trận, phá tan nhuệ khí của nó đi, đấy là cái thế thắng của ta vậy." Mọi người đều khen lời bàn của Tiết Chế là phải. Ngồi trên chướng hổ, Hưng Đạo Vương nhìn xuống các vương hầu, tướng tá và hỏi: "Trận đầu này phải thắng, ai đi thay ta cầm quân đánh Toa Đô?" Hưng Đạo Vương nói chưa dứt lời thì một người ở hàng đầu vương hầu đã bước ra, vòng tay trước mặt, nói một cách hiên ngang khẳng khái: "Tôi tuy bất tài cũng xin đi đánh Toa Đô. Thượng tướng Trương Minh Vương đã chặn được Toa Đô ở Nghệ An, lập lên công lớn với triều đình. Tôi hưởng lộc nước đã nhiều, chưa có dịp báo đền. Phen này Tiết Chế tin tôi mà cho tôi đi. Tiết Chế tin tôi mà cho đi, tôi quyết phá tan giặc dữ." Mọi người nhìn ra thì người ấy là Chiêu Văn Vương Trần Nhật Duật, vị chú ruột của nhà vua, lúc nào cũng có cái vẻ ung dung nho nhã.
Hưng Đạo Vương mừng rỡ nói: Trương Văn Vương bảo đi thì ta có thể ngồi ở nhà chờ tin báo tiệp. Tin báo tiệp tức là tin chiến thắng. Nói xong, Hưng Đạo Vương rút một lá cờ lệnh, đứng dậy từ trên chướng hổ, bước xuống giao cho Triệu Văn Vương và nói: Toa đô mà hợp được với Thoát Hoan, tạo thành cái thế ỷ dốc thì rất khó đánh. Ỷ dốc tức là dựa vào nhau để tăng sức mạnh. Triệu Văn Vương đi phen này vừa phải phá cái uy phong của Toa đô, vừa phải chặn không cho Thoát Hoan, Toa đô liên lạc được với nhau. Việc trước khó, việc sau còn khó hơn. Triệu Văn Vương phải rất lưu tâm mới được. Triệu Văn Vương nhận lá cờ lệnh và thưa: Xin vâng lệnh quốc công, tôi không làm tròn được hai việc ấy, để nhớ đại sự thì xin nộp đầu dưới trướng. Triệu Văn Vương liền viết tờ cam đoan, để lên án thư, vẻ vẫn ung dung, mặt không biến sắc. Sau đó, vương cầm lá cờ lệnh lui về chỗ cũ. Cuối hàng hầu, Hoài Văn vội bước ra, vòng tay trước mặt, hướng lên trướng hổ uy nghiêm và nói to: Cháu xin thiết chế cho đi theo Triệu Văn Vương đánh Toa đô. Hưng Đạo Vương như không để ý đến Hoài Văn: Toa đô là thượng tướng nhà Nguyên, có sức khỏe như bá vương, đã từng đánh đông dẹp tây, tới đâu thắng đó. Hiện nay ta chỉ có Nguyễn Khoái, Phạm Ngũ Lão mới đối địch được với Toa đô. Phạm Ngũ Lão thì còn ở Nghệ An giúp thượng tướng ở nhà, còn tướng quân Nguyễn Khoái, tướng quân Nguyễn Khoái đâu? Từ trong hàng tướng, Nguyễn Khoái dạ một tiếng lớn và bước ra. Đấy là một người mặt vuông, mình rộng, chạc 40 tuổi, vững như một cái trống đình. Nguyễn Khoái thưa: Tôi xin vâng tướng lệnh, không đánh được Toa đô, tôi quyết không trở về trông thấy quốc công. Hưng Đạo Vương gật đầu, chuyển cho Nguyễn Khoái về chỗ. Hoài Văn vẫn hướng lên trướng hổ, mặt đỏ nhừ vì tức giận. Hoài Văn quỳ xuống, nói như gào: Cháu theo quan quân vào trong này, ngày đêm chỉ mong được đi đánh giặc, ngõ hầu đền ơn vua, trả nợ nước. Nay quan quân sắp đi đánh một trận to, cớ sao thiết chế cử tướng khác mà lại không tin cháu như vậy? Hưng Đạo Vương nói: Hoài Văn là một tiểu anh hùng, ta muốn giữ cháu lại để đi đánh trận sau. Xin thiết chế cho cháu đi đánh trận này. Trận nào cháu cũng xin đi, huống nữa là trận đầu. Hoài Văn đưa bàn tay trái lên vỗ mạnh vào cánh tay phải, đã thích hai chữ sát thát. Mặt người thiếu niên tái dần đi, lời nói rung lên: Cháu thích hai chữ sát thát vào tay, có phải là để lùi lại đằng sau đâu? Ai ngại Toa đô chứ cháu không ngại nó. Một Toa đô chứ 10 Toa đô cháu cũng coi thường. Cháu sẽ cùng tướng quân Nguyễn Khoái đánh cho Toa đô mảnh giáp không còn. Cháu cũng xin làm một tờ giấy cam đoan, không đánh được Toa đô, cháu xin nộp đầu dưới trướng. Hưng Đạo Vương truyền cho Hoài Văn, đứng dậy và nói: Ta muốn thử lòng cháu đó thôi. Ta cho cháu đi theo Hoàng Thúc, ta đợi tin mừng của cháu. Hoài Văn nhảy lên reo vui, quên khuấy rằng mình đứng trước trướng hổ uy nghiêm. Sau khi bàn riêng với Triệu Văn Vương về kế hoạch tiến quân, Hưng Đạo Vương thân tiễn ba người ra khỏi cổng dinh rồi mới trở vào. Hưng Đạo Vương vuốt tròn râu đốm bạc, tươi cười nói với mọi người: Tài trí của Triệu Văn Vương, sức khỏe của tướng quân Nguyễn Khoái, tráng sĩ của Hoài Văn Hầu, trận này nhất định thắng to. Hưng Đạo Vương lại bước lên trướng hổ bàn việc quân. Quốc công nói: Cho Triệu thượng tướng ở Nghệ An ra để thu xếp đi đánh Thoát Hoan, lấy lại kinh thành. Tiếp chương 17. Trần Nhật Duật và Trần Quốc Toản ngồi một chiếc thuyền nhẹ lướt trên làn sóng bạc đục ngầu, đi xem xét lại lần cuối cùng công việc bố trí các chiến thuyền. Vành trăng cuối tuần càng vằng vặc chiếu xuống mặt nước mênh mông của cửa hàng Tử. Triệu Văn Vương gặp cái quạt giấy đang cầm tay, chỉ một xoáy nước sâu hoắm, nói với Hoài Văn: Ngày mai thì thuyền của Toa đô tan tành ở đây, chú cháu mình phải nỗ lực khó nhọc một buổi, hưởng phúc muôn đời. Triệu Văn nhìn trăng nhìn nước, vừa cười vừa nói: Thật là cẩm tú giang sơn.
tưởng như chú cháu ta chèo thuyền quế ngắm trăng để di dưỡng tính tình. Có ngờ đâu đêm nay chú cháu ta đang chờ giặc nước. Nhật Duật phe phẩy quạt, say sưa ngắm cảnh vật huyền huyền ảo ảo. Cơ đồ này há lại để tay vào kẻ khác ư? Vương rung đùi khẽ đọc một bài thơ của Lý Bạch. Hoài văn sao xuyến trong lòng, chàng vui khấp khởi. Chàng sắp được đánh một trận lớn đầu tiên trong đời. Sung sướng hơn nữa, chàng đã được Chiêu Văn Vương cử làm tướng tiên phong. Ngày mai Hoài Văn sẽ dẫn một đoàn thuyền xuôi xuống hạ lưu. Chàng sẽ là người đương đầu với viên tướng tài giỏi nhất của nhà Nguyên, và phải giữ toa đô tới cửa hàng tử này để cho bốn mặt chiến thuyền ta đổ đà mà đánh. Chàng nhìn vị hoàng thúc khăn áo chỉnh tề, thanh nhã như một thư sinh. Hoài Văn thầm phục người chủ tướng mà chàng chưa bao giờ thấy hoang mang, nóng nảy. Hoài Văn lễ phép thưa: cháu còn trẻ, được theo hầu hoàng thúc thật là may cho cháu. Chiêu Văn Vương cầm cái quạt đập nhẹ lên mạn thuyền, một tay đưa lên vút tròn râu mà gió làm rối tung. Vương chậm rãi nói: những khí giới, quần áo cháu cướp được của quân giặc ở Lạng Giang, đúng như quốc công đã nói ngày nào, nay vào việc cả. Cháu chẳng giúp vào cái mưu phá toa đô đó ư? Con thuyền rẽ vào một nhánh sông con bên phải, một dãy chiến thuyền đậu san sát vào bờ, ẩn dưới những lùm cây tối om om. Đứng trên mũi chiến thuyền, Triệu Trung, môn khách của Chiêu Văn Vương, cao lớn như một tượng đồng, mặc nhung phục nhà Tống. Triệu Trung vái Chiêu Văn Vương và thưa: người Tống chúng tôi đã thề tử chiến, ơn nhờ đại vương, chúng tôi sắp được rửa cái hờn mất nước. Chúng tôi mang áo giáp, không làm lễ được, xin hoàng thúc miễn thứ. Trong các chiến thuyền, quân sĩ nhà Tống đi theo Triệu Trung đang tấp nập chuẩn bị. Họ đều mặc quần áo của quân nhà Tống. Nhiều người mặc quần áo quân Nguyên, hai thứ quân phục đều phảng phất giống nhau, sặc sỡ như lông chim, lông thú dữ. Chiêu Văn Vương đi xem xét một lượt, rỉ tai dặn dò thêm Triệu Trung, rồi cùng Hoài Văn quay ra. Con thuyền nhẹ nhẹ xuôi dòng, rồi lại rẽ vào một nhánh sông bên trái. Một dãy chiến thuyền đậu sát bờ, ẩn dưới những lùm cây rậm rạp. Đứng trên mũi một chiến thuyền, tướng quân Nguyễn Khoái lừng lẫy như một tòa thành, vái vương và nói: chúng tôi ai nấy đều so tay, mong chóng được đánh toa đô. Chúng tôi đã thề không cho toa đô lọt được quãng sông này mà trở về biển nữa. Chiêu Văn Vương đi xem xét một lượt, rồi cùng Hoài Văn quay ra. Con thuyền nhẹ nhẹ xuôi dòng, Vương ngắm khúc sông nơi Hoài Văn sẽ bố trí đợi toa đô và nhử hắn lên cửa hàm tử. Chiêu Văn Vương nói: công việc của cháu nặng nề, cháu nên nỗ lực. Quốc Toản thưa: cháu quyết không làm lỡ kế hoạch. Cháu cho đoàn thuyền tập thử nhiều lần trên khúc sông này, nay đã khá thành thạo. Chiêu Văn Vương gật đầu, bàn bạc thêm với Hoài Văn về công việc ngày mai, rồi nói: cháu lên đi tắm rửa cho sạch sẽ, ngày mai chỉ huy cho minh mẫn, chú cũng về tắm rửa và nghỉ ngơi một lát. Chiêu Văn Vương quay về nơi tập trung binh thuyền của mình bên trên cửa hàm tử. Bốn bề yên tĩnh, trăng hạ tuần đã nhạt dần, những vì sao thưa cũng đã nối nhau lạc hết. Chỉ thấy mênh mông trời nước và sóng bạc đầu lồng lộn vỗ ì ầm trong bóng tối mờ xanh đang chuyển động.